Hà Nội giữa những ngày nắng nóng hơn 40 độ C, nhưng những bác sĩ OVO vẫn đều đặn lên đường, vượt hàng trăm km đến thăm khám cho những chiếc xe của khách hàng. Vì với họ, nụ cười và sự tin tưởng của khách hàng chính là mục tiêu lớn nhất.